Hiện nay, quý khách sử dụng phần mềm MISA SME đều có thể dễ dàng tra cứu tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ, chức năng trên phần mềm và được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng qua các kênh hỗ trợ MISA. 1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng online. Đây là bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng online giúp anh chị tìm hiểu và tra cứu được các nghiệp vụ, tính năng và những vấn đề thường gặp trên phần mềm. Trên giao diện phần mềm, tại các phân hệ hay chứng từ đang làm, anh chị bấm ngay phím F1 trên bàn phím hoặc bấm vào nút giúp để mở lên được trang nội dung hướng dẫn của MISA cho chức năng, nghiệp vụ đó. Ngoài ra, anh chị cũng có thể tìm kiếm trang tài liệu trên trình duyệt web bằng link help.sme.misa.vn. Anh chị có thể bấm vào các phân hệ hoặc search từ khóa tại ô tìm kiếm để xem nội dung chi tiết. 2. Kênh video hướng dẫn trên YouTube. Đây là kênh video YouTube hướng dẫn sử dụng và xử lý tình huống thường gặp trên phần mềm MISA. Tại trang YouTube, anh chị tìm kiếm kênh Học MISA Online. Anh chị nên vào kênh, nhấn đăng ký và kèm nút chuông thông báo để theo dõi nhiều video hướng dẫn mới nhất. 3. Cộng đồng hỗ trợ MISA qua Facebook. Đây là kênh cộng đồng hỗ trợ người sử dụng phần mềm MISA và là kênh đang được rất nhiều người dùng ưa chuộng. Tại đây, anh chị có thể đăng câu hỏi, khó khăn, vướng mắc về phần mềm. Sẽ được đội ngũ MISA hỗ trợ và giải đáp hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, đây cũng là cộng đồng kế toán, nên anh chị có thể đăng câu hỏi, thảo luận kế toán để trau dồi thêm kinh nghiệm nhé. Hãy tham gia vào group Facebook Cộng đồng hỗ trợ MISA SME ngay từ hôm nay. Ngoài ra, anh chị có thể truy cập nhanh cộng đồng bằng cách bấm vào mục Tư vấn sử dụng. Chọn đến Cộng đồng hỗ trợ miễn phí MISA trên giao diện phần mềm. 4. Đào tạo giải đáp trực tuyến qua Zoom. Hàng tuần, MISA đều tổ chức đào tạo và giải đáp trực tuyến thắc mắc qua Zoom với nhiều chủ đề khác nhau. Để xem thông tin, lịch tổ chức hàng tuần, anh chị truy cập vào link mili.vn/zoom-misa và tham gia nhé! 5. Diễn đàn MISA. Anh chị truy cập vào địa chỉ forum.misa.vn để tra cứu hoặc đăng chủ đề cần giải đáp trên diễn đàn. Sáu, chat trực tuyến với nhân viên hỗ trợ MISA. Đây là kênh hỗ trợ được tích hợp trực tiếp trên phần mềm MISA, giúp chat nhanh đến nhân viên tư vấn MISA chỉ với một cái lít chuột. Để sử dụng, anh chị bấm vào biểu tượng hộp thoại chat trên giao diện phần mềm, hoặc vào menu trợ giúp và chọn chat với nhân viên tư vấn của MISA. Sau đó, anh chị chat ngay vấn đề vướng mắc cần được hỗ trợ. Nhân viên tư vấn MISA sẽ phản hồi và giải đáp một cách kịp thời và nhanh chóng nhất. 7. Tổng đài tư vấn MISA. Nếu cần hỗ trợ khẩn cấp, anh chị có thể liên hệ tổng đài 1900 8677 để có thể trao đổi với nhân viên tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA. Cước phí gọi điện là 1.000 đồng trên 1 phút anh chị nhé. Như vậy, MISA vừa giới thiệu qua các kênh hỗ trợ MISA giúp sử dụng tốt phần mềm kế toán MISA SME. MISA xin điểm lại các kênh như sau. Tài liệu hướng dẫn sử dụng online, kênh video hướng dẫn trên YouTube, cộng đồng hỗ trợ MISA qua Facebook, đào tạo giải đáp trực tuyến qua Zoom, diễn đàn MISA, chat trực tuyến với nhân viên hỗ trợ MISA, tổng đài tư vấn MISA. Với
với mong muốn mang lại hiệu quả khi sử dụng phần mềm, Misa luôn sẵn sàng phục vụ quý anh chị với tinh thần tận tình nhất. Chúc anh chị sức khỏe và thành công!